quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 11 tháng 7 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây, nên trong 3 ngày tới thì các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi là những nơi xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt, với mức nhiệt cao từ 35 đến 39 độ. Tại Hòa Bình và thủ đô Hà Nội là những nơi mà nhiệt độ có thể tăng cao trên 39 độ. Tuy nhiên, không phải nơi nào ở miền Bắc cũng xảy ra nắng nóng. Ở khu vực Tây Bắc, các tỉnh như Lai Châu hay Điện Biên, nhiệt độ chỉ khoảng 30 đến 34 độ. Về chiều tối và đêm, do hội tụ gió trên tầng cao có xu hướng hoạt động mạnh lên, nên mưa dông gia tăng hơn về lượng, tập trung chính ở khu vực vùng núi. Mưa trên nền nhiệt cao thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Người dân cần đặc biệt lưu ý. Đối với các tỉnh miền Trung, nắng nóng đã kéo dài liên tục từ ngày mùng 5 tháng 7 cho tới nay, và trong 3 hôm tới thì nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì. Trong đó, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế vẫn là vùng có nhiệt độ cao và nóng gay gắt nhất ở miền Trung, với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 39 độ. Thậm chí, một vài nơi thuộc vùng núi phía Tây còn xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt khi mà nhiệt độ còn vượt ngưỡng 39 độ, tiết trời oi nóng bỏng rát. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, 3 ngày tới vẫn xảy ra nắng nóng, nhưng mức nhiệt thì không quá gay gắt, chỉ từ 36 đến 38 độ. Còn ở các tỉnh từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận, thời tiết dễ chịu hơn, cường độ nắng không mạnh với mức nhiệt ban trưa khoảng 34-35 độ. Đi xa hơn về phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Do đó thì mưa dông xuất hiện nhiều hơn ở khu vực Nam Bộ và rải rác ở Tây Nguyên trong ngày mai. Sang đến ngày 13, ngày 14, mưa dông sẽ đồng loạt xuất hiện nhiều nơi ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông không loại trừ khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, bà con cần lưu ý. Còn ban ngày thì mưa trên cả hai khu vực đều giảm, trời chuyển khô ráo và có nắng nhẹ. Tiết trời dễ chịu với mức nhiệt ban trưa trong khoảng 29 đến 32 độ ở vùng cao nguyên và từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 12 đến ngày 14, khu vực cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. Hòa Bình, Sơn La có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình nhiệt độ đạt mức 35 đến 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ trong 3 ngày tới dao động từ 35 đến 39 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nền nhiệt ở ngưỡng cao phổ biến từ 37 đến 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, trong 3 ngày tới, ở phía Bắc khu vực, từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt trong khoảng từ 32 đến 38 độ, phía Bắc có nơi cao hơn. Tây Nguyên, từ ngày 11 đến ngày 14, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, mức nhiệt ban trưa không vượt quá 33 độ. Khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ trong 3 ngày tới dao động trong khoảng từ 36 đến 39 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió hướng Nam đến Tây Nam ở mức cấp 4 đến cấp 5. Thời tiết tại đây phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, trong 3 ngày tới thịnh hành gió Tây Nam và duy trì cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Riêng ngày 12, ngày 13 có mưa dông mạnh hơn nên tàu thuyền khi lưu thông cần phải đề phòng với dông lốc và gió giật trong cơn dông. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, tuy là mây trên cao nên khả năng gây mưa là không nhiều. Mưa xảy ra chủ yếu ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai hay là Sơn La, cục bộ có mưa vừa mưa to. Người dân khu vực cần chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong cơn dông, thường kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khá nguy hiểm.
Ngoài ra, mây đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn cản bức xạ mặt trời nên nhiệt độ có phần giảm nhẹ hơn so với những ngày trước. Mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, thời tiết tiêu biểu vẫn là ít mưa, nắng nhiều, nắng nóng trên diện rộng. Nắng nóng gay gắt duy trì ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, phần Thanh Hóa vào đến Quảng Trị vẫn có nắng nóng đặc biệt gay gắt và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ngưỡng là 37 đến 40 độ, có nơi cao hơn. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên, nắng nóng với mức nhiệt độ giảm bớt xuống ngưỡng là 35 đến 38 độ. Riêng với khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, mức nhiệt độ có phần dễ chịu hơn, ở khoảng 32 cho tới 35 độ. Ở đây chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ ở diện vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ mùa mưa nên kiểu thời tiết tiêu biểu là ngày nắng, chiều tối thường xuất hiện mây dông và gây mưa. Trong ngày hôm nay thì trạng thái thời tiết chủ đạo vẫn tương tự như vậy. Tuy nhiên, về chiều tối, mưa xuất hiện với diện hẹp và lượng mưa cũng giảm hẳn so với những ngày trước. Lượng mưa phổ biến chỉ dao động xung quanh ngưỡng là 5mm, một vài điểm cục bộ có mưa lên đến trên 10mm. Ban ngày có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Nam Bộ phổ biến từ 31 đến 34 độ, tại khu vực Tây Nguyên là 30 cho tới 33 độ, có nơi cao hơn. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục trạng thái ít mưa, oi nóng. Buổi sáng nhiều mây nên nắng chưa mạnh. Từ khoảng 9 giờ 30 phút trở đi thì cường độ nắng tăng nhanh và nhiệt độ cao nhất ngày ở khoảng là 38 độ. Chiều tối ở các huyện ngoại thành có thể có chút mưa nhẹ nhưng lượng không đáng kể. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, quý vị và các bạn nên lưu ý để có chế độ làm việc, nghỉ ngơi và dinh dưỡng phù hợp, bảo vệ sức khỏe của mình trước điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Với lợi thế gần biển nên tại thành phố Cảng Hải Phòng, cường độ nắng có phần không mạnh như thủ đô Hà Nội. Tuy vậy, trạng thái oi nóng thì vẫn tương tự, nhất là vào khoảng thời gian từ 11 đến 16 giờ, với nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 37 độ. Các huyện ngoại thành gần biển như là Đồ Sơn, Cát Bà, thời tiết có gió biển mát mẻ hơn, nhiệt độ vào khoảng 34 đến 35 độ, nên đây có thể là một điểm đến vui chơi phù hợp trong ngày cuối tuần dành cho người dân thành phố cũng như khu vực lân cận. Tại thành phố Đà Nẵng, do nằm gần biển hơn nên thời tiết dịu hơn so với các nơi khác ở miền Trung. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở vùng trung tâm thành phố khoảng 35 đến 36 độ, nắng không quá gay gắt. Đặc biệt có nơi còn có mức nhiệt thấp hơn khoảng 3 đến 4 độ như là Bà Nà Hill và Củ Lao Chàm. Nên nhìn chung thời tiết khá thuận lợi đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân, cũng như là các hoạt động du lịch của du khách khi đến với thành phố xinh đẹp này trong hôm nay và vài ngày tới. Nằm ở khu vực Nam Trung Bộ, thời tiết thành phố Nha Trang tương đối ôn hòa hơn so với các khu vực khác của dải đất miền Trung. Trong ngày, trời có nắng nhiều nhưng không quá mạnh mẽ, mức nhiệt độ vừa phải với nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 32 đến 33 độ. Chiều tối có thể có chút mưa rào nhẹ nhưng với lượng không nhiều. Đến với thành phố Đà Lạt, do nằm ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển nên tại đây thời tiết mát mẻ quanh năm và ngày hôm nay cũng vậy. Và sáng sớm thì tiết trời còn se lạnh khi nhiệt độ dưới ngưỡng 20 độ và trong ngày thì trời khá nhiều mây, nhiệt độ chỉ ở mức là 25 đến 26 độ nên tiết trời rất mát mẻ. Tuy nhiên đến thời điểm chiều tối, những cơn mưa rào và dông có thể xảy ra bất chợt sẽ phần nào làm gián đoạn các hoạt động ngoài trời. Quý vị và các bạn cần chủ động tìm nơi tránh trú nếu có dấu hiệu xảy ra dông mạnh vì tiềm ẩn nguy cơ lốc sét và gió giật rất nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ đang trong giai đoạn giữa mùa mưa. Hôm nay thời tiết chủ đạo vẫn là ngày nắng với cường độ trung bình. Đến chiều tối thì mưa dông sẽ xuất hiện trên khu vực. Tuy nhiên lượng không nhiều, chỉ trong khoảng 5mm. Trong ngày trời khá dễ chịu với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 đến 34 độ và giảm xuống dưới ngưỡng 25 độ vào buổi tối.